nó sẽ có hai cái đối tượng các bạn nhé, nó có hai cái đối tượng này mà các bạn cần lưu ý này, đó là chúng ta phải gì, chúng ta phải đi làm cái nội dung giá trị, muốn ở lâu thì làm cái nội dung giá trị, nội dung có ích ấy, hay gọi là có ích cho mọi người. Đấy, cho mọi người thì mọi người sẽ ở lâu. Đây là một cái công việc mà các mạng xã hội cũng rất thích cái việc này. Việc thứ hai là gì? Mạng xã hội khuyến khích mọi người là quảng cáo. Mọi người quảng cáo trên cái nền tảng của họ. Ba lời khuyên cho chủ doanh nghiệp nếu không muốn bị tăng chi phí về marketing. Mến chào các bạn, tôi là Trần Duy Đình và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Trần Duy Đình Official. Và tôi đã có 7 năm kinh nghiệm kinh doanh online cũng như là giúp đỡ hàng chục doanh nghiệp xây dựng một hệ thống Internet Marketing hoàn toàn phát triển bền vững và lớn mạnh trên Internet. Tôi biết rằng rất nhiều chủ doanh nghiệp ở đây đang gặp một số vấn đề về việc làm marketing, ví dụ như là chi phí marketing thì bây giờ tăng rất là cao, rồi thì đối thủ bây giờ rất là nhiều. Bây giờ rất nhiều đối thủ ở trên Internet cũng như là ở ngoài cũng rất là nhiều. Một cái ngành hàng nào đó mà các bạn kinh doanh thành công rồi thì sẽ có rất nhiều đối thủ để vào cùng cạnh tranh với các bạn. Đó. Còn tiếp theo đó là khi các bạn xây dựng các cái kênh online như vậy thì các bạn sẽ phụ thuộc vào rất nhiều các kênh. Ví dụ như đợt này Facebook sẽ bóp tương tác, rồi thì website cũng update thuật toán, đúng không? Google update thuật toán rồi thì YouTube cũng như vậy. Rất nhiều thứ như vậy. Thế thì các bạn gặp rất nhiều khó khăn để mà các bạn có thể là gia tăng cái doanh thu của mình lên một cách ổn định, bền vững. Thì trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người làm thế nào để tăng doanh thu của mình mà không hề tăng chi phí, thậm chí chi phí còn giảm đi, và làm thế nào để doanh nghiệp của mình phát triển một cách bền vững trên Internet. Thì chúng ta sẽ bắt đầu video này nhé. Lời khuyên thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với mọi người chính là cái việc mà phải kết hợp, các bạn nên kết hợp giữa marketing quảng cáo, nghĩa là trả phí cộng với miễn phí. Tại sao tôi lại nói điều này? Tại vì nó có rất nhiều cái lợi ích này các bạn này. Nếu mà các bạn thực sự là làm các cái vấn đề về marketing trả phí cũng như là về marketing miễn phí thì các bạn sẽ thấy đó là mỗi kênh sẽ có ưu điểm khác nhau. Tại vì khi mà các bạn hiểu điều này trên các mạng xã hội thì các bạn sẽ làm được này. Đó là mạng xã hội nó có một cái yêu cầu này, nó có một cái thứ này để cho mọi người có thể hiểu được và bắt đầu làm marketing trên này. Đó là mạng xã hội muốn giữ mọi người ở lâu nhất trên nền tảng của họ. Đấy, nền tảng của họ. Thế thì ở đây này, nó sẽ có hai cái đối tượng các bạn nhé. Nó có hai cái đối tượng này mà các bạn cần lưu ý này. Đó là chúng ta phải gì? Chúng ta phải đi làm cái nội dung giá trị. Muốn ở lâu thì làm cái nội dung giá trị. Nội dung có ích ấy, hay gọi là có ích cho mọi người. Đấy, cho mọi người thì mọi người sẽ ở lâu. Đây là một cái công việc mà các mạng xã hội cũng rất thích cái việc này. Việc thứ hai là gì? Mạng xã hội khuyến khích mọi người là quảng cáo. Mọi người quảng cáo trên cái nền tảng của họ. Đó. Thế thì ở đây như thế này nha mọi người nhá. Khi mà mình bắt đầu mình hiểu được những cái điều này thì bắt đầu mình làm này. Ví dụ như tôi đang làm nội dung này cũng là nội dung bắt đầu có ích cho mọi người. Thế thì mọi người sẽ ở lại lâu hơn là cái vấn đề mà mình suốt ngày mình quảng cáo. Và cứ quảng cáo cái đi quảng cáo lại như vậy, chúng ta rất tốn chi phí để chúng ta làm. Thế thì ở đây nếu mà chúng ta làm thì nội dung có ích này, nó gọi là nội dung free traffic. Đấy, nó gọi cái gì? Free traffic. Traffic có nghĩa là lưu lượng người dùng. Đấy, có nghĩa là hoàn toàn miễn phí. Và ở đây nó gọi là paid traffic. Các bạn cứ làm quen với những cái này, nhiều khi đọc sách là chúng ta phải biết được những cái thuật ngữ này. Thế thì đây nó gọi là chúng ta mất phí để quảng cáo. Thế thì chúng ta sẽ phải kết hợp hai nền tảng này với nhau. Tại vì bước đầu tiên để chúng ta thành công trên Internet tôi đã chia sẻ với các bạn, đó là chính là cái bước mà thu hút khách hàng tiềm năng trên Internet. Bước đầu tiên chúng ta phải thu hút khách hàng tiềm năng đã.
đúng không ạ? Bước thứ hai mới là thu thập thông tin rồi chuyển đổi khách hàng. Đó. Thế thì khi các bạn làm được cái điều này ấy, thì các bạn sẽ tốn ít chi phí hơn khi mà các bạn làm nội dung có ích này. Đó. Còn nếu mà các bạn bảo là bây giờ tôi phải làm nội dung như thế nào, đúng không ạ? Làm nội dung như thế nào? Thì ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn nhanh thôi, tại vì phần này tôi đã làm video cho các bạn rồi, thì các bạn có thể tìm những cái video của tôi trên internet. Ví dụ như đây ở trên YouTube này, các bạn gì? Cách làm da trắng. Đó, khi các bạn gõ cái từ cách làm da trắng thì bắt đầu YouTube hoặc Google bắt đầu nó hiện các cái từ khóa mà người dùng họ họ tìm kiếm ở đây, nó để thì nền tảng nó gợi ý cho mình. Thế thì mình hoàn toàn có thể tìm được các cái nội dung từ khóa ở trên này để các bạn làm. Đó. Ngoài ra thì các cái lách làm miễn phí này nó có rất nhiều cách để tìm từ khóa, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn dần dần. Thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký theo dõi kênh tôi để theo dõi những video mới nhất. Thế thì ngoài ra thì toàn ngoài cách miễn phí này thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta làm trên các cái công cụ, nó cũng đều cho thấy là các cái từ khóa này một tháng nó sẽ có bao nhiêu lượt tìm trên một tháng. Đó. Thì đây là một trong những thứ vậy. Và cái nền tảng thứ hai, nền tảng quảng cáo, thì chúng ta có thể quảng cáo trên các kênh. Đó. Thì khi mà các bạn làm được cái điều này thì các bạn sẽ tối ưu được cái chi phí marketing của mình hơn. Đó. Đây là cái điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và cái quảng cáo này tôi muốn chia sẻ với các bạn kỹ hơn, đó là cái quảng cáo này chúng ta nên quảng cáo tiếp thị lại. Nền tảng nào cũng có cái quảng cáo tiếp thị lại nha các bạn nhé. À, các bạn phải hiểu này này, đó là một người vào cái website của mình hoặc vào cái gian hàng của các bạn thì trung bình sẽ tầm khoảng bao nhiêu? Từ 1 đến 2% họ mua hàng cho các bạn thôi, hoặc họ để lại cái thông tin cho các bạn thôi. Còn 98% ấy, thông thường 98% họ rời đi, họ không để lại cái dấu vết gì, không để lại thông tin gì. Thế thì ở đây này, nếu mà chúng ta cài đặt cái mã tiếp thị lại vào trong cái trang bán hàng của mình, vào trong cái trang web của mình, thì mình hoàn toàn có thể gì quảng cáo lại những người đã vào trong đó trong vòng 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, thậm chí là 540 ngày, 2 năm ở trên đấy cơ, năm rưỡi ở trên đấy cơ. Thế thì khi các bạn làm điều này thì sao? Thì những người vào cái trong web của bạn rồi ấy, họ đã có nhu cầu rồi. Và khi họ đã có nhu cầu rồi, mình cứ quảng đi, quảng cáo đi, quảng cáo lại, quảng cáo đi, quảng cáo lại để làm gì? Họ nhìn thấy cái mặt hàng của mình, họ nhìn thấy cái thương hiệu của mình, họ quen thuộc. Và cái chi phí nhá, theo thống kê thì cái chi phí quảng cáo lại này này, chăm sóc quảng cáo để lại nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, rẻ hơn khoảng 30 phần bằng 1 phần 3 cái quảng cáo mà tìm kiếm khách hàng mới. Cho nên các bạn cực kỳ lưu ý cái này. Cái này tôi sẽ có một cái bài riêng về gắn tiếp thị, quảng cáo tiếp thị lại về từng nền tảng cho các bạn nắm. Nhưng mà các bạn nắm đấy đã để các bạn hiểu đó. Rồi, cái điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái việc mà chúng ta sẽ phải kết hợp giữa marketing trả phí và marketing miễn phí. Đấy, cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn phải xây dựng trang thu thập thông tin khách hàng. Tại sao chúng ta lại phải xây dựng cái trang thu thập thông tin khách hàng như thế này? Vì đây là một cái số lý do này. Thứ nhất là cái việc mà họ khi mà các bạn có khách hàng rồi ấy, thì nếu mà các bạn không có trang thu thập thông tin khách hàng, các bạn sẽ không chăm sóc khách hàng. Đấy, không chăm sóc khách hàng. Thì các bạn thấy này, cái khâu chăm sóc khách hàng là một khâu cực kỳ quan trọng, bởi cái doanh thu của mình ấy nó sẽ phụ thuộc vào cái số lần mua lại của khách hàng đó. Và chi phí quảng cáo của mình nó cũng phụ thuộc vào cái số lần mua của khách hàng đó. Nếu mà chúng ta cứ nhăm nhăm đi tìm kiếm khách hàng mới thì chúng ta sẽ mất một cái khoản chi phí nào đó. Và cái lý do để mọi người mua lại nó sẽ dễ dàng hơn cái vấn đề mà khi mình mua ở một cái shop mới, mua một cái cửa hàng mới. Cho nên các bạn thấy nếu mà chúng ta chăm sóc khách hàng tốt thì chúng ta sẽ giảm chi phí marketing ở đây. Cho nên các bạn cực kỳ lưu ý, nếu mà chúng ta muốn chăm sóc khách hàng thì chúng ta phải thu thập thông tin khách hàng. Thì thu thập thông tin khách hàng ấy nó có các cái ý này, từ họ tên này, từ số điện thoại này, từ email này. Thì khi mà chúng ta làm thu thập được những cái điều đó ấy, thì chúng ta có thể chăm sóc qua Zalo, thậm chí qua quảng cáo Facebook thì chúng ta cũng có thể chăm Facebook, rồi thì dùng chatbot ấy, hoặc là dùng email marketing. Tôi vẫn đang dùng email marketing cực kỳ hiệu quả.
Rồi thì các bạn hoàn toàn có thể là có số điện thoại, nếu mà các bạn là công ty nha, nhắc lại nếu các bạn là công ty thì các bạn hoàn toàn có thể là gì, là chăm sóc qua SMS, nghĩa là khách hàng ở kênh nào thì chúng ta đều có mặt ở kênh đấy. Họ không dùng Zalo thì họ dùng email, họ không dùng email họ dùng SMS, hoặc là họ dùng Zalo ZNA đấy. Thế thì các bạn có trang thu thập thông tin như vậy thì các bạn sẽ chăm sóc khách hàng ở họ ở đâu họ cũng dính với mình, lại họ lại quảng cáo, họ dính những cái quảng cáo tiếp thị lại nữa thì sao, thì mình sẽ bán hàng một cách dễ dàng hơn. Đó, đây là một thứ cực kỳ quan trọng. Với cái nữa thứ hai ấy, là cái việc mà chúng ta khi mà các bạn có sản phẩm mới thì các bạn sẽ thông báo một cách dễ dàng hơn. Rồi thì hôm nay tôi có một cái sản phẩm này, hôm nay tôi có một cái sản phẩm ABC này, và 10 người mua đầu tiên thì tôi sẽ có một cái chương trình khuyến mại nào đấy, không? Nếu mà các bạn có 1.000 cái data khách hàng ấy, và khi các bạn gửi một cái thông tin như vậy thì thế nào? Sẽ có một tỷ lệ nhất định họ họ sẽ chuyển đổi, họ mua hàng của các bạn. Và khi các bạn xây dựng một cái trang thu thập thông tin khách hàng ấy, thì các bạn sẽ biết chính xác họ gửi, các bạn sẽ gửi chính xác nó đến khách hàng của mình, đúng không ạ? Đấy, rồi thì các bạn gì có cái chương trình khuyến mại các bạn cũng đều có thể gửi hàng gửi cho họ. Đó. Thế thì các bạn có được những cái thứ này, các bạn chăm sóc với họ thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ tốt hơn, cái tiền quảng cáo của mình nó sẽ giảm hơn, và từ cái lưu lượng người dùng từ miễn phí và trả phí này, sau đó mình sẽ thu thập thông tin của những người gì, những khách hàng của mình hoặc những cái khách hàng tiềm năng của mình có thể tôi hay là tặng quà để thu thu thập thông tin khách hàng, và từ đó bắt đầu mình chăm sóc. Thế thì cái chi phí quảng cáo của mình bắt đầu nó rẻ đi rẻ đi rẻ đi, đúng không ạ? Và doanh thu bắt đầu nó tăng lên thì bắt đầu cái doanh thu của mình tăng và chi phí của mình nó giảm đi. Đó là cái bước thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn điều đó. Cái điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn cần phải xây dựng một cái hệ thống chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng. Đó. Đó, đây tôi đưa sang bên này cho nó dễ nhìn. Đấy. Tại sao là cái hệ thống chăm sóc khách hàng như này? Đây là một cái hệ thống mà gần như là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể xây dựng được một cách tự động được, đúng không ạ? Chúng ta có thể gọi tự động, chúng ta có thể gửi tin nhắn Zalo tự động, đúng không ạ? Chúng ta có thể gửi email tự động, chúng ta có thể gửi SMS tự động. Thế thì khi các bạn có ở đây này, nếu các bạn có được ít khách hàng, các bạn không nói, các bạn hoàn toàn có thể làm gì? Có thể là dùng dùng nhân sự để chăm sóc của mình, nhưng nếu các bạn nhiều thì các bạn nên xây dựng một cái hệ thống gọi là tự động chăm sóc. Đấy, tự động chăm sóc khách hàng thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ nhanh hơn, và khi các bạn chăm sóc khách hàng này để sau đó thì các bạn sau đó các bạn lọc ra những cái khách hàng VIP, đúng không? Khách hàng VIP hoặc quan trọng hơn thì các bạn mới dùng nhân sự. Đó, mới dùng nhân sự để chăm sóc cái đội này. Thế thì khi các bạn làm được cái điều đó thì cái chi phí chi cái tiền nhân sự của mình nó cũng ít hơn. Đây, đây tôi lấy ví dụ các bạn một cái hệ thống mà tôi đang giúp mọi người xây dựng, đó là cái hệ thống email marketing. Hệ thống này cực kỳ quan trọng đối với những người làm kinh doanh, đặc biệt là những người làm affiliate mấy gì của các bạn đó, thì các bạn cũng đều có thể làm được điều này. Và tôi cho các bạn thấy đó là ở cái tỷ lệ mà người ta mở thư ấy, nó sẽ rơi vào khoảng mười mấy đến 20%, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy là các cái nền tảng mạng xã hội khác thì tỷ lệ dích của họ ấy, nó chỉ khoảng là bao nhiêu, nó chỉ khoảng là 1 đến 2% mà thôi. Cho nên là email marketing cực kỳ hiệu quả. Đây các bạn thấy này, đó là đây để tôi mở. Đấy. Thế thì các bạn thấy là tỷ lệ mở email là 15-16%, đúng không ạ? Đấy, 16%. Thế thì đây là một cái chiến dịch. Và khi mà các bạn làm điều này ấy, thì các bạn có bao nhiêu?
có hàng nghìn khách hàng, có 10.000 khách hàng, 10.000 khách hàng tiềm năng ở trên đó, tỷ lệ reach là bao nhiêu? 15%, lúc đó là rất là nhiều rồi. Và đây là toàn những khách hàng chất của mình, thế cái tỷ lệ chuyển đổi nó sẽ cao hơn là rất nhiều so với cái việc mà chúng ta cứ xây dựng cái mạng xã hội. Xây dựng mạng xã hội sau đó chúng ta sẽ trỏ về một cái trang gọi là thu thập thông tin, thì khi đó bắt đầu toàn bộ cái hệ thống chăm sóc khách hàng ấy nó sẽ hành động, nó sẽ hoạt động và nó sẽ không phụ thuộc vào các cái nền tảng đó các bạn nhá. Đấy, nó tiếp theo là gì? Không phụ thuộc nền tảng khác. Đấy, khi các bạn làm điều này nó không phụ thuộc vào nền tảng khác. Đó. Thế thì khi các bạn làm điều này thì cái chi phí của các bạn nó sẽ giảm đi một cách đáng kể và doanh thu của bạn nó bắt đầu nó tăng dần. Nhưng mà tôi nhắc các bạn đó là không phải là một sớm một chiều mà các bạn xây được các cái hệ thống như thế này, mà chúng ta cần thời gian. Và chúng ta sẽ chuyển dịch, chúng ta vẫn song song xây dựng các cái kênh của mình, các cái kênh truyền thông của mình, nhưng song song vào đó chúng ta hãy thu thập thông tin khách hàng và chúng ta hãy xây dựng một cái hệ thống chăm sóc khách hàng tự động, để từ đó chúng ta có những cái nguồn hàng, có những cái khách hàng nó chất hơn, để chúng ta gia tăng được cái doanh thu của mình nó tốt hơn. Và đặc biệt là khi các bạn chương trình những cái hệ thống này nó áp dụng cho những người bán hàng các sản phẩm vật lý cũng như sản phẩm thông tin, hoặc là những người làm affiliate đều được cả các bạn nhé. Nếu mà các bạn làm affiliate mà các bạn không có cái trang thu thập thông tin ấy, thì sau này ai mua hàng cái gì các bạn sẽ không thể nào biết được người đó, và các bạn sẽ khó để gì marketing họ lại. Cho nên là nếu mà các bạn không biết gì marketing lại thì sao, chi phí bắt đầu nó tăng dần và hiệu quả nó sẽ không cao bằng. Đó, thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn ba cái lời khuyên đối với chủ doanh nghiệp nếu muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn gia tăng doanh thu của mình một cách nhanh chóng và bền vững. Hy vọng rằng những cái kiến thức này sẽ giúp một phần nào đó trong cái công việc kinh doanh của các bạn. Và nếu các bạn yêu thích những cái kiến thức này và thích những cái cách làm như thế này, mong muốn tôi chia sẻ nhiều hơn, thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của tôi để theo dõi những video tiếp theo. Và biết chào các bạn.